Rồi bây giờ quay lại bài. Thứ nhất ba cái bài tập để làm suy diễn nổi ấy, thì bây giờ thầy muốn hầu hết là chúng ta chưa làm được. Thế thì bây giờ thầy sẽ mời mấy bạn. Thứ nhất là mời bạn hình như để thầy gọi một số bạn này xem nào. Đây này, lớp mình điểm lác đác thì cũng điểm 8, 9, 10, 8,5, 9,5 cũng khá nhiều. Nhưng trong khi đó thì đang bị rơi rụng một tỷ lệ lớn là chúng ta chưa gọi vào những cái chỗ đó thì các em lại không làm bài. Tươi làm bài chưa Tươi? Ba bài kia suy diễn lùi Tươi làm chưa? Dạ em làm rồi ạ. Rồi, cảm ơn Tươi. Vâng. Thương thì chắc chưa, thương chưa làm rồi đúng không? Nguyễn Hồng Thương vừa nãy gọi rồi. Phương thì làm rồi, Phương mấy điểm đây rồi. Phạm Thu Hằng đâu làm chưa em? Hằng có đây không? Phạm Thu Hằng. Em có, em làm rồi ạ. À đấy, bạn Hằng làm rồi đấy. Rồi, thầy mời bạn Hằng làm bài 1, suy diễn lùi cho thầy. Em giơ tay để thầy xem màn hình. À, để thầy gì nhỉ? Thầy share quyền cái mic cohort này em mới share được. Rồi, ok. Rồi, em xem màn hình đi. Thầy ơi, thầy nhìn thấy chưa ạ? À, rồi. Rồi, bây giờ em giải thích cách làm đi. À, mình đi từ kết luận là HC ạ. Bây giờ suy diễn lùi như nào, gọi là suy diễn lùi nhỉ? Mình đi ngược lại từ kết luận lên tới giả thiết. Ừ, rồi. Em nói đi. Thì mình có kết luận là HC ạ, thì có luật 678. Thì em bây giờ sau khi có HC tại sao? Tại sao em lại chọn 678? Tại sao em lại chọn 678? Thì cả ba lần này đều suy ra HC ạ. Đúng rồi, đấy em phải nói như vậy để cho các bạn hiểu. Có nghĩa là bây giờ kết luận đi từ kết luận đến giả thiết. Thế thì bây giờ ta sẽ có kết luận là HC, thế thì bây giờ ta sẽ tìm những cái luật ở bên trên ấy, trên cái đề bài từ luật 1 cho đến 10 ấy, thì xem cái nào suy ra HC. Xem cái nào suy ra được HC, thế thì các em nhìn trên màn hình thì các em thấy có luật 6, 7 và luật 8 là suy ra được HC. Đấy. Rồi, tiếp tục. Xong em dùng cơ chế mắc ạ, em chọn 8 ạ. Rồi, trong ba cái luật này 6, 7, 8 thì bạn áp dụng cái cơ chế mắc. Có nghĩa là trong ba luật này thì cái nào nó có giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ áp dụng cái luật đó. Thế thì ở đây luật 8 là nó có giá trị lớn nhất trong ba luật đó, cho nên bạn sẽ áp dụng cái luật 8 để suy ra, để đưa vào gọi là cái trung gian. Rồi, tiếp tục đi em. Hằng tiếp tục đi em ơi. Xong để suy ra C và S thì có 2 ạ, 2 suy ra C, còn 9 thì sẽ suy ra S ạ. Có nghĩa là tại sao em lại có CS nhỉ? Luật 8 là CS suy ra HC đấy ạ. Ừ. Thì để suy ra C thì mình có 2, còn suy ra 9 thì có S ạ. Hình như nói ngược ngược. Không phải suy ra. Có nghĩa là ở trong cái tập trung gian của chúng ta bây giờ đang có C và S. Thế thì bây giờ chúng ta đi tìm các cái tập luật mà suy ra được C và suy ra được S. Thế từ đó thì ta nhìn trên các cái tập luật đó thì ta mới nhìn là gì? Ta có luật số 2
thì ta có suy ra được C, có nghĩa là A, B, M, A suy ra C. Tiếp theo nữa, ta nhìn vào cái tập luật này thì ta có luật số 9 là suy ra được S, đúng không? Vâng ạ. Ừ. Các em phải nói rõ để cho các bạn, đặc biệt là những bạn, rất nhiều bạn chưa hiểu. Thế thì bây giờ chúng ta phải nói rõ để cho các bạn hiểu. Vâng, thì tiếp theo em dùng cơ chế Mark là em sẽ chọn 9 ạ. Em cứ nói đi. À, 9 thì có A, B, C. Thì Hằng ấy, không nghe thấy Hằng nói. Dạ. Mạng em nó bị lag ạ. Không nghe thấy Hằng nói gì đâu. À, C, mình dùng cơ chế Mark là mình sẽ chọn 9 ạ. Thì S suy ra từ ABC. Mà C có sẵn rồi, nên là chỉ thêm AB thôi ạ. Nói đi em ơi, em cứ nói liên tục đi, nói cho các bạn. À, xong từ C này thì mình có luật luật 2 ạ, luật 2 suy ra C là AB, ABMA thì mình, đây là giả thiết rồi ạ, nên là mình có vết là R2, R9, R8. Tại sao AB của em kia lại đánh màu đỏ? À, nó có trong giả thiết rồi nên là em đánh màu đỏ. Thì em phải giải thích cho các bạn nhé. Bây giờ em phải hình dung là mình làm ở đây ấy, là mình làm để cho coi như các bạn đều chưa biết cách làm, thế thì em làm như nào em phải giải thích để cho các bạn, khi các bạn xong được cái bài của em ấy thì các bạn sẽ hiểu cái bài đó và các bạn có thể áp dụng để các bạn làm sang bài số 2, bài số 3 chẳng hạn. Vâng, Tự nhiên có cái màu đỏ với có cái màu đen kia, bây giờ thầy chưa hiểu là tại sao lại là màu đỏ, ví dụ vậy. Vâng. Bây giờ viết là R2, R9 và R8. R8. Đúng không các bạn? Em xem có ai có ý kiến gì không? Có chỗ nào cần hỏi Hằng không? Đúng rồi. À, nhưng mà cái chỗ luật 2 là phải bôi đỏ ba cái. Bạn bôi đỏ AB thì đến cái hai cuối cùng phải bôi đỏ ba cái. Rồi, Hằng cứ để bài đấy để thầy hỏi các bạn. Rồi. Biện anh Quân, Quân có đây không? Có thầy ơi. Rồi, Quân mở cam, mở mic lên thầy xem. Mở cam lên. Đây thầy. Rồi. Mẹ. Nhìn rất là đang có chương trình gì mà thấy phấn khởi thế? Không ạ, thầy gọi nên em hơi bất ngờ ạ. À thế à? Chuyện bình thường là đang trong lớp học. Rồi, Quân có hiểu bài không? Vâng, em đang xem ạ.
À, rồi, nào xem chỗ nào không hiểu để hỏi bạn Hằng, bạn giải thích cho nào. Thôi, em đang xem lại cái suy diễn tiến của bạn ấy vừa mới gửi thế ạ. Không, đây đang hỏi trên màn hình cơ mà, đang suy diễn lùi của bài của Hằng cơ mà. Đang hướng dẫn một bài thì lại đi tìm hiểu bài khác. Lúc nãy thì suy diễn tiến thì không tìm hiểu. Em đang nhìn lại ạ. Không, bây giờ thầy đang hỏi bài bạn Hằng cơ mà. Ừ, Tuấn hiểu không? Đấy, chưa không ạ. Gọi hả? Em không tập trung lắm. Em xem cái suy diễn tiến ạ. Ồ, thế lúc nãy thì bạn Minh làm suy diễn tiến thì em có xem không? Có ạ, em xem thế lại nhé. Vừa nãy, thế tại sao vừa nãy thầy hỏi là bạn Minh, bài của bạn Minh có ai hỏi gì không thì lại không hỏi mà bây giờ lại vẫn đang ngồi xem? Tại sao cứ... Em xem thì em hiểu rồi nhưng mà em đang xem lại cái tuần cuối nhé. Thế thì bây giờ thầy đang giảng cái bài là suy diễn lùi, bạn đang làm bài suy diễn lùi để cho học thì hôm sau có khi lại hỏi thì lại không hiểu vì thực ra là mình không tập trung, mình không xem. Tí em xem lại. Đấy, chúng ta cứ như này thì làm sao mà chúng ta học được. Rồi, cảm ơn bạn Hằng. Em tắt xe nha thầy. Ừ, em tắt xe đi. Vâng ạ. Nhưng bằng cái cách này. Đấy nha. Thầy xem màn hình này. Đấy nha, các em về cái phần này thầy đã gửi rồi đấy. Nhưng các em về áp dụng suy diễn lùi và các em làm dựa theo như cái bảng trên này. Đấy, bây giờ về nhà xem. Chỗ nào mà chưa rõ thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng như này chúng ta lại bị chậm mất đấy các em. Đúng ra là hôm nay là chúng ta toàn bộ cái phần này là chúng ta kết thúc và mục tiêu của buổi hôm nay của thầy là dạy sang cái phần logic vị từ. Nhưng cùng hôm nay vô tình mà cùng hỏi kỹ lại cái bài tập cái thì cùng chúng ta mắc không làm được. Đấy. Đấy nhá, thế thì các em về các em xem cái phần này cho thầy và làm cái bài suy diễn lùi này theo cái bảng này cho thầy. Thực ra nó gần gần giống như bạn Minh vừa nãy làm. Đấy. Chỉ có điều đây là các bước, nếu các em thêm một cái cột bên trái này nữa này, thì các em sẽ có là thành... Các em thêm một cột bên trái này này thì chính là các cái bước giống như bọn mình là thêm cái cột bên trái theo số thứ tự bước 0, bước 1, bước 2. Đấy thì chính là các bạn này. Được chưa? Đấy, thế thì về các em xem kỹ này và các em làm cho thầy cái phần làm ba cái bài tập này. Nha. Nhớ ba bài tập này làm suy diễn lùi và giống như cái bảng ở bên trên. Tiếp theo nữa còn cái phần Robinson, các em về cũng xem lại xem còn vấn đề gì nữa không, nhưng thầy tin chắc nếu tình hình này là chúng ta cũng đang có vấn đề. Này, cái gì này? Không biết là ai vào. Được chưa các em? Đây này, hôm nay mục đích của chúng ta là vào cái phần này, nhưng cùng như này tình hình là chúng ta lại bị chậm một chút. Rồi các em có ý kiến gì không nhỉ? Không. Rồi nhá, thế thì chúng ta hôm nay nghỉ ở đây nhá. Rồi nhá, chúc tất cả lớp một năm mới là sức khỏe nhá, học tập tốt và có nhiều niềm vui trong năm mới các em nhá. Nhân dịp em nhớ thì em thay mặt lớp chúc thầy, thầy qua đây không ạ? Đây, thầy vẫn ở đây đây, Duy Anh. Nhân dịp năm mới thì em thay mặt lớp chúc thầy là có sức khỏe, là thành công và nhận được nhiều sinh viên tích cực cho học tập hơn nữa ạ. Rồi, rất cảm ơn Duy Anh. Thầy hy vọng những lời chúc của Duy Anh sẽ tất cả sẽ thực hiện được nhé. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, các em nghỉ đi nhé. Chào thầy ạ. Rồi, chào thầy ạ. Ừ. Chào thầy ạ. Ừ, chào các em.